Baby anh rất nhớ em, nhớ em. Khi cuộc tình mà nắm em tối đêm, muốn em cũng hãy cũng phải say goodbye. Thiên thần là em, không phải em chứ ai. Anh mang nón cho em rồi. Không không không, nón này anh mua riêng cho em luôn á, thề. Anh mà thề. Anh mua riêng cho em luôn á. Hồi bữa anh chở em là anh đi xe anh đội nón cô ché, còn cái nón này anh mới mua luôn á. Kiểm tra không nè, còn anh mới vô nón sơn anh mua luôn á. Nè, mới xin luôn nè. Nè, kiểm tra đi. Nè, đâu có một vết xước nào đâu, anh mới mua luôn mà. Đinh chưa? Đinh chưa? Anh đội gió. Anh đâu phải là đội nón lum la đâu. Sợ anh đội cái nón đội khẩu trang đâu xong mang vô. Nên là sợ anh đội cái nón của anh chở xe, anh chở người ta. Trời, anh biết mà, đâu phải anh là hả bậy bạ đâu. Bậy bạ. Trời, mình phải uy tín an toàn chứ. Đúng đúng. Anh phải đích thân ra nón sơ anh mua cho em một cái nón mới đàng hoàng. Ủa mà hôm nay em đi đâu? Đói không? Đói không? Không đói lắm. Nhưng mà gì vậy? Gì chưa? Vui mà. Chưa ăn gì. Đố em biết anh dắt em đi ăn gì? Anh nói gì? Đố em biết anh dắt em đi ăn gì? Sao em biết? Anh dắt em đi ăn cái món mà em thích nhất. Thì anh đoán rồi, em thích nhất món gì? Thì đó, anh nói là anh dắt em đi ăn cái món mà em thích nhất. Rồi, món gì? Ủa, món gì thì em phải trả lời chứ. Anh nói anh dắt em đi ăn thì em phải đoán đi. Đỡ nó chứ, mình đi ăn đồ Nhật nha. Ăn gì á? Ăn món Nhật. Đó là đồ Nhật khác. Ăn thích ăn gì đồ Nhật hả? Sao sẽ quay nữa? Thích ăn hả? Không biết ăn được sao. À. Không biết ăn hay là không ăn được? Cái là... cái đó nó cũng sống mà. Thì ở trong đó có đồ chính mà. Hay là em muốn ăn đồ... đồ Hàn? Hay là muốn ăn đồ Thái? Có nhiều chỗ để dắt em đi lắm, nhưng mà quan trọng là cái khẩu phần ăn của em thích ăn gì thôi. Ăn đồ Hàn hả? Em biết Busan không? Busan. Busan quán Hàn á. Ăn chưa? Được không? Khẩu vị của em được không? Được hả? Hay là Hanuri? Cũng được hả? Giờ chỗ này thích ăn cái nào nè? Em ăn cái nào thì em ăn cái đấy. Ốc hả? Anh đi quăng ốc ở đây. Ở trong bình luôn. Em đi ăn chỗ anh. Không, anh cũng mới biết rồi chứ anh cũng tại nhà để anh sợ lại đó. Quên tên đường rồi. Anh tí nha. Anh sợ lại cái đường chứ anh quên. Đúng vậy. Đường đi ăn ốc. Để anh sợ lại cái ốc nha. Má nói là em không thích ăn đồ sống hay là không ăn được đồ sống? Không thích hả? Thích tanh. À, sashimi đồ đó cũng đâu có tanh lắm đâu. Tanh. Tanh hả? Đối gì ăn được đồ nướng không? Cũng như là Kobe nè, mấy quán nướng á. Quê mới ăn không? À vậy hả? Ăn nướng thì vô mấy chỗ đó ăn nó sẽ đỡ bị dính khói. Còn mấy chỗ khói, quê đi ăn vậy lắm, khói không có rồi đâu. À vậy hả? Ủa nhưng mà ăn trong đó thường nó có mấy hút khói mà, cũng dính hả? Cho lẽ nó bay sao chứ. Vậy là còn đỡ chứ nếu mà đi ăn mấy quán nướng ở ngoài là nó về là ngang đường của thành công. Bởi vì nếu mà đi ăn đi chơi hẹn hò đồ thì hạn chế đi ăn đồ nước. Nhưng mà thường em đi ăn thì tâm lý của em là em thích ăn quán đông hay quán vắng? Đông. Quán đông hả? Tại sao? Tại sao lại thích ăn quán đông? Đông thì cái vui đó. À vậy hả? Cái là em ăn đông thì chồng. Với nhau nhưng mà quán đông thì sẽ vô ăn. Nếu mà vô ăn chắc là ăn kêu. À sao không nhìn đối phương mà nhìn người ta chứ? Cái đông vui theo á. À, còn
đối với anh thì nếu mà anh dắt em đi ăn thì anh cũng sẽ đi dắt em đi ăn quán đông, nhưng mà với lý do khác. Không, tại vì anh muốn anh với em là những người đợi bàn. Em luôn rất yên bình, nhà sinh và thích theo thua, không như tôi luôn thô giáp bên ngoài mà cả bài đã không muốn chịu. Hiểu không cười? Hiểu luôn hả? Không quên nữa vậy? Ui đậm quá vậy. Chết rồi. Còn mày không chú? Còn hả? Baby anh rất nhớ em, khi cuộc tình mà nắm em tối đêm. Muốn em cùng hai cũng phải say goodbye. Thiên thần là em, không phải em chứ ai. Số lượng bó phương là nó cục đấy hả? Mọi thứ ăn miếng thôi. Tôm tích hả? Sốt tiêu me hả? Tiêu me. Ăn nhiêu nước món nè? Tại cái của mày thì không. Nó có mấy loại của mày với cái gì? Em ăn cái gì? Trung Quốc. Nhiêu nướng đúng không? Ngon quá, ăn đi. Anh chị mình dùng nước gì để em lấy trước à? Uống gì? Chanh tắc. Chanh nước suối. Dạ rồi. Là gì, nó tên là gì? Nhâm biển đúng không? Nhâm biển. Hai nhâm. Anh ơi, cho em gửi. Anh ơi, anh ơi. Em nước là trước đúng không? Ở nước suối với chà tắc mình đã kêu rồi. Anh không đẹp, ở ngồi chút xe rồi. Chị qua luôn. Chứ em nghĩ anh là gì? À đúng là một cái tắc gì? Có này cho em không? Tại vì anh không biết còn em thích màu gì, nhưng mà bữa anh thấy em up cái story mặc áo dài, mặc áo màu đỏ ấy, với lại sông màu đỏ ấy, rồi. Nhưng mà thôi em xài màu gì? Đỏ. Lâu anh order cho em cái sông dưỡng gì đó mà xong rồi cái anh, nhưng mà anh thấy cái màu đó nó bóng hơn cái màu này đúng không? Nhưng mà nó vẫn lên màu đúng không? Có mà thấy nó màu đỏ mà giống như em đang xong nè. Anh ơi đâu? Nó không bóng gì nè. Anh nghỉ từ hôm thứ bảy tới giờ mà. Nghỉ lộn quên. Thứ sáu tới giờ mà. Nghỉ để chuẩn bị tinh thần nè. Con ăn mì mày. Thank you.
đi Nha Trang ăn thấy ngon. Phải ăn ở Nha Trang. Ý là nhum thì nó ngon. Người ta mua về quán thì cỡ nào cũng cũng tươi mà bạn ý là cái món nó ngon. Cũng đỡ hơn mà chạy vô xe máy. Đúng rồi. Ăn này nè, cho nên nó ngủ cái một giờ nó không ngon. Cái đó là trứng á. Nó đâu? Nhưng là nó giống như là một cái dạng 7 giờ qua rồi. Chỉ cho 7 giờ qua nhà đi đi. Là cái nâu nâu này là nó bỏng rồi nữa. Đó, đây là tại giờ bỏng giờ. Có mà không đem vô. Vậy anh xin lỗi nha. Còn mình là có một ly trà, một nước suối và hai thanh nước ạ. Chín giờ ba lăm. CGV lấy chiến thắng. Thì lúc đầu anh tính đặt xa mà tại em kêu đặt xa thì không có ghế mà em kêu gần thì có ghế. Quên, anh nhớ là em nói em bị trộn. Anh ráng là em đọc được không? Anh ráng. Ráng là sao? Ý là anh ráng ngồi gần đi chứ em không thấy được. Thường anh đi coi là anh ngồi tuốt trên cao á, mới nhìn hết. Anh ngồi ở đâu, tuốt trên cao. Chỗ đó, chỗ đặt xa. Không, rạp CV thưởng nhỏ. Ánh lửa, em xếp nhanh thì không có luôn không? 10 hình như anh ấy là đặt cũng đông á. Đi, đây là 9:35. Let's go. 2 hours later. Thế là em nghĩ là anh đi chở em một hôm nay được hả? Ý là
đi làm gì anh xạo á. Anh đã cấm cho sau này rồi chứ. Tại sao cái nón này nó giống cái nón bữa? Thì cái nón bữa là anh mua cho em luôn rồi đó. Sao? Bữa nào bữa? À, bữa mà anh chở em đi nhảy đó. Bữa chủ nhật hả? Không, cái hôm mà anh chở em đi nhảy về xong rồi đi ăn á là anh mua người em đó luôn đó. Là tới bây giờ là em chỉ có em đội thôi đó. Ủa chứ cái bữa đầu tiên là anh chở em, anh đội nón cô chết. Là tại vì bữa đó em đi làm. Ờ, em đội nón gì? Em đội nón cô chết. Vậy hả? Ờ. Có. Bữa đầu tiên là anh chở em. Vậy chắc nón này nón chở gậy cũ hả? Kìa, còn mùi mới luôn mà em không nghe hả? Anh còn cái mịch. Anh còn cái mịch, mịch di lông ở nhà luôn. Chưa, nghĩ là em đội xong là anh bỏ vô bệnh bắt mà. Rồi, vô nóng sôi mua đàng hoàng nha. Chứ không phải mua mấy hàng cái pha keo nha. Cái nón này của anh cũng là nón sơn hả? Nón sơn chính hãng luôn. Nhưng mà tại xài lâu rồi. Còn nón em nón mới mới mua. Ghê dạ. Trời, tinh tế mà. Làm gì có bạn nào mà nghĩ tới cái này đúng không? Nhưng mà anh thì khác, anh đang nghĩ tới cái vấn đề là em sẽ nói là nón nhập chung em không thích. Là anh đang nghĩ tới rồi hả? Nên là anh phải đi một cái nón mới. Tinh tế rồi đó. Tại vì em đặc biệt mà. Sao đặc biệt? Em đặc biệt với anh thôi, còn với ai vậy không biết. Ồ, ý là sao đặc biệt, em mới gặp mấy lần, mới đặc biệt vậy. Gặp một lần thôi là đủ rồi, chứ gần gì gặp mấy lần. Đối với anh lần là đủ rồi. Cần gì mấy lần. Tính sách ai tình hả? Em có cảm nhận được không? Cái gì? Thế là em có cảm nhận được không? Cái mai thứ hai em có đi làm không? Ủa, cũng phải tập nữa hả? Phải tập. Tập tới hoài hay là tập sao? Đi làm tôi phải đi tập. Mắt á, mắt thì tập đó, tôi tập đó, tôi đi làm. À vậy á, đi tập là em đi xe của em hả? Hay là em bắt xe? Em đâu có dắt được đâu, cũng mai tập mấy giờ anh đi anh đó? Ngủ tối đi làm đi. Nhưng mà mai em đi tập mấy giờ? 1:30 có mặt. 1:30 chưa hả? Tập đâu? 1:30 chiều. 3 hả? Ừ. Thì mai anh qua, tầm giờ đó là anh ngủ dậy rồi. 1:30 hả? 1:30 có mặt hả? 1 giờ anh qua. Xong rồi tối đi làm bình thường. Đâu có cản trở người của anh đâu. Trời, nhìn anh ngồi nói này. Là làm phiền. Sao là phiền. Ok. Hỏi nhắn tin nha, mai 1 giờ anh tự động qua. Chứ sao? Thôi, ý là hả? Rồi, chưa nắng rồi đi đâu. Cảm ơn anh. Cảm ơn sao hả? Chào mừng. Vậy nha, bye bye.